Thưa quý vị, trong khi khu vực châu Âu đang phải đối diện với hạn hán nắng nóng kỷ lục thì một quốc gia Nam Á khác lại phải đối diện với tình trạng là lũ lụt. Và cụ thể là ngày 25 tháng 8 thì chính quyền Taliban cho biết lũ lụt tại Afghanistan trong tháng 8 này đã khiến cho hơn 180 người phải thiệt mạng và đồng thời cũng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Ước tính mỗi năm có hàng chục người dân Afghanistan thiệt mạng trong những trận mưa xối xả và đặc biệt là ở những vùng nông thôn nghèo khó. Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Kabul, người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan Jabil Mullah Mujahid cho biết 182 người đã thiệt mạng do lũ lụt trong tháng 8 này và 250 người bị thương. Hơn 3.100 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và hàng ngàn con gia súc bị chết. Ông Mujahid cho rằng quy mô thiệt hại còn tồi tệ hơn do chính phủ trước đây quản lý cơ sở hạ tầng yếu kém. Nếu lũ lụt và thiệt hại gia tăng, Afghanistan sẽ không có nhiều nguồn lực để ứng phó. Afghanistan đã quay cù với các thảm họa thiên nhiên trong năm nay, bao gồm hạn hán và trận động đất khiến hơn 1.000 người thiệt mạng vào tháng 6. Quốc gia này đã bị cắt đứt phần lớn khỏi hệ thống tài chính quốc tế kể từ khi Taliban nắm quyền cách đây một năm.